sống của bạn. Xin chào anh em, trên tay em đang cầm là một chiếc đu bông D27 màu vàng hồng, nhìn rất là sang trọng, đó nhìn rất là đẹp luôn. Và chiếc đu bông này thì được họa tiết hoa văn hình xoáy các anh nhá, xoáy đồng trọng tâm và giữa nốt xoáy là hình chữ D này, tượng trưng cho D là ký hiệu chữ cái đầu của đu bông, tên nhãn hiệu đu bông, SQ đu bông. Và chiếc bất nửa này thì được thiết kế theo phong cách điệp viên 007, bộ tiểu diện dựa theo bộ tiểu thuyết điệp viên 07 này. Các anh có thể thấy cửa số 007 này. Đó. Và trên nắp thì cũng được khắc sâu chữ SQ đu bông nhá các anh nhá. Đó, trên nắp và dưới mục đáy này đều được khắc chữ SQ đu bông hết nhá. Và chiếc D127 màu vàng hồng thì có cái tiếng rất là hay luôn, nghe rất là trong trẻo và vang. Đây các anh có thể nghe này. Đó, cực kỳ vang luôn này. Đó. Nhìn rất là sang trọng.